thùng đựng gạo chân không Lock and Lock. Với thiết kế có thể nhìn thấy, dễ dàng kiểm tra lượng gạo bên trong. Vòng đệm silicon bao quanh nắp thùng, ngăn không khí bên ngoài tràn vào. Nút nguồn dùng để khởi động và tắt thiết bị. Nhấn vacuum để sử dụng chế độ hút chân không. Nhấn giữ 5 giây để đóng chặt nắp. Nhấn nút release để xả hơi, đèn hiệu báo xanh. Bảo quản hạt gạo khỏi mối mọt và bọ hôi. Đảm bảo chất lượng dinh dưỡng của gạo. Công nghệ sạch không dây hiện đại với các chế độ đèn báo thông minh. Thuận tiện để bất cứ đâu. An toàn cho gạo, đậu, thực phẩm khô. Bảo quản tốt thuốc men và các thiết bị máy ảnh. Với dung tích 7kg và 12kg, chăm sóc bữa cơm gia đình mỗi ngày cùng thùng đựng gạo chân không Lock and Lock Premium Life. Lock and Lock.